manusesu viharama anusuka susuka anusuka usukesu manusu viharama chúng ta sống ngài Minh Châu sống chẳng rộn ràng giữa người bận rộn càng rộn chi thao khát gì bản phổ thơ của Đức Cha Nam Mô Đích Minh Đa Xít Đa tiếp theo Dịch Huỳnh không thể kể Xít Cẩm Vân Xít Ái tại và thầy xin cảm ơn chị cảm ơn Nguyễn Mạnh Thế và kính mời xin Nhật Huỳnh nhé. Nói cái khẽ từ từ chết đời. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Bình Quách Thanh Á và cảm ơn cô tu nữ Tỳ Duyên thích rằng đồng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con không biết bây giờ đại đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh con không bạch sư. Dạ nếu sư nghe được âm thanh của con, sư có sẵn sàng chưa thì con sẽ nhờ cô tu nữ Tỳ Duyên thỉnh pháp sư. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Con bị đau cổ họng quá con không có kể được nên con không thể kéo dài thời gian đúng giờ được. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ nếu mà sư nghe được âm thanh con, sư cho con cho phép chúng con thỉnh pháp sư sớm, sư giảng sớm được không bạch sư? Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ một lần nữa đại đức Tịnh Đạt cho con xin được hỏi sư có nghe được. Dạ con kính tri ân sư. Dạ thấy Tâm Phương vào rồi, Tâm Phương có thể cầm mic kệ kinh được không Tâm Phương? Dạ nếu Tâm Phương mà cầm mic kệ kinh được thì mời Tâm Phương nghe. Tâm Phương cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Tâm Phương có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Nghe phải không? Cầm mic được không? Cầm mic được không thì Bình Quách Thanh Á cho xin bài học cho Tâm Phương. Dạ, để Tâm Phương kể. Dạ, sau đó vì nếu Tâm Phương kể kinh xong thì Tâm Phương thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư luôn nha. Dạ, rồi mời Tâm Phương. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Thẩm Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Dạ kính cảm ơn cô Tị Duyên và dạ, kính cảm ơn Rạng Đồng, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ con kính đảnh lễ cho đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 199.
su su khu khăm bát tá cha chi qua ma u su kê su anu su kha u su kê su ma nu se su vi ha ra ma anu su kha su su khăm qua. Oh my god, nên rớt rồi. Sự du khâm qua tà chi qua na ma u su kê su a nu khu kha su kha u khu kê su ma nu se su vi hai ra ma a nu su kha. Vua thầy, chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng. Ta sống không rộn ràng, dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn, chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát, chẳng khao khát gì. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ không biết bây giờ còn vị nào để lên kệ kinh không ạ? Dạ bây giờ thầu mời tất cả tiếng nam tiếng nữ cùng phương ta thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bồ tát sa. Dạ alo. Dạ alo, dạ có nghe. Dạ có một cảm ơn đồng đông, cảm ơn chị Nhật Khôn. Brahma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li ân thi quả răng a qua cha tha sa ti tha sa ta ba ra chan ca ta ti ca đề xế tu tâm măng à lô khâm bi măng ba châm sa tham ba bê rìm quy na chánh cha ca văn su tấn cha lăng ngăn à ba thâm ma châm măng à cô ta danh tô cha tu chánh cha đăng đăng ba bố tha ni về bà đi xa cha man chen evam saham ba ti brahma ba ga quan tăng a ya cha tha tùng huy phá quê na tâm vô thô ca yu nê na thi hòa sa yang tăng hà bồ tát gia ba đề na bi ga ra yam ta tô ga tô ban cha hóa gia đa vô nay ye a mang ba ye si tham ma tôn ta tô ma phu ti sam vừa thô a nu na tham ma đề sa năng ma ga wa na sa di se si sa ta nan a ta si ga cam te na sa thu a yo ban te de tu tham ma de sa năng
Sa-ba-di-sa-ba-di-sa-yang Anukamba-bi-kha-ta-quen. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ. Trời lõ mong đắng nhờ ánh sáng trổ lành trải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên lòng kính thành cũng thỉnh Phật nhận là Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi thay đổ đời nhắm vườn lộng giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được đem hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mươi lăm mà dám vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thịnh ngài thiết pháp đôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốc tôi mê cầu được đi đi vang toàn và nam mô tha dạ dạ nay trời bị cảm và bây giờ nhường biết lại cho chị Nhật Huỳnh á, để chị Nhật Huỳnh điều khiển chương trình á. Kính mời chị. Dạ sa thú kính cảm ơn Tâm Hương rất là nhiều. Dạ cảm ơn chị Trần Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ nam mô Bích Thai dạ dạ. À, Tâm Hương đã thỉnh pháp sư xong rồi. Dạ con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao pháp quốc số 200. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Thánh Sư ạ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử có nghe được rõ không ạ? Dạ xin cảm ơn. Dạ trước tiên xin mời các vị hướng về tâm bảo để lễ bái chuẩn bị cho cái thời chia sẻ Phật pháp tối hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivathemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, lời đầu tiên chúng con xin kính lễ chư đại đức tăng và kính mến chào quý vị có mặt trong diễn đàn pháp cú cái chuyên đề. Dạ tối hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chuyên đề sẽ thảo luận nói về câu pháp cú số 200 chẳng trên 423 câu. Lúc nãy vào trong room sớm thì có thấy các vị có một số Phật tử sức khỏe cũng không được tốt lắm. Bản thân Tịnh Đạt cũng không biết sao từ hồi trưa tới giờ thì cũng không có được tốt cho lắm. Và trong cái thời gian thời tiết như thế này thì mong quý vị dù bất cứ ở nơi đâu thì cũng cố gắng gìn giữ sức khỏe. Dạ.
nó ngoài lời tí xíu, tại vì khi mà nghe nghe thấy các vị mà không được khỏe, bản thân sư cũng không được có khỏe đó, tự nhiên cái tâm trạng của mình bị trùng xuống, bị trùng xuống, rồi mình thấy sao nó dễ nản các thứ. Kể cả mình làm cái việc mà mình tu hành mình cũng nản nữa. Không biết quý vị có bị cái tâm lý tình trạng giống như vậy không? Nhiều khi mình đã thử đặt cái vấn đề là mình chỉ còn khỏe mạnh, chưa không có dùng cái từ mình sống trên cõi đời, mình còn khỏe mạnh trong một thời gian ngắn thì mình sẽ làm cái việc gì? Dạ, còn lại được pháp tính mới vào trong rung. Mình còn khỏe mạnh trong một cái thời gian tương đối là không nhiều, thì cái thời gian quý báu đó mình sẽ để dành và tranh thủ làm cho cái việc gì? Đây cũng là một cái cách mà quán tưởng, thưa quý đây cũng là một cách quán tưởng trong Phật giáo. Khi còn khỏe mạnh á, mình nghĩ tới việc ốm đau. Khi còn sống á, mình nghĩ tới việc chết. Cái quán tưởng ở đây nó không có mang cái ý nghĩa là ảm đạm hay là nhìn cái cuộc sống nó tiêu cực, bi quan, mà chính nhờ cái sự quán tưởng nghĩ đến những cái lúc mà mình không được khỏe mạnh hay là vui vẻ đó. Mình giữ cho mình khỏi có đi quá sa đà vào cái chuyện vui du hí, cái việc mà mình dễ vui. Tại vì nghe cái dịch bệnh hiện tại thì nó đang lan rộng ở khắp nơi và nó có chiều hướng là khó kiểm soát, cho nên thật sự ra cũng rất là cáo lỗi Đại Đức Pháp Tính cũng nhiều lần. Đại Đức Pháp Tính có thiện chí mà thỉnh đi các cái lễ trai tăng, nhưng mà thật sự tình trạng bây giờ cũng một phần là do công việc ở chùa cũng đơn chiếc, có các vị tăng sinh đang học ở chùa, thưa quý vị, mới mở khai giảng lớp học tại chùa chưa được một tháng thì các sư cũng cố gắng đi duy trì chứ không có đi thường. Thứ hai là cũng ngại đi vào trong cái di chuyển trên các cái xe khách đó. Nhà cũng mong cho tất cả quý vị có được cái sức khỏe an lành, nhất là cái tâm hồn luôn được cái sự an vui. Dù mình có ở bất cứ nơi đâu thì mình cũng có hướng tâm về Phật pháp để mình làm các thiện sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu pháp cú số 200, câu kệ cô cú pháp cú như sau: Su su khang wa ta chi wa ma ye sang no a thi kin cha nang vi ti pha ca pha vi sa ma de wa a pha sa ra ya tha. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Hòa thượng, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Bản dịch của thượng Hòa ngài chính thân trên đá, trên đá: không có vật gì là thuộc về chúng ta. Chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc, là những người thọ thực pháp hỷ. Chúng ta sống giống như chư thiên quan âm. Đó là bản dịch của ngài chánh thân. Thì đây sự chỉnh cái máy là tôi xin.
Dạ rồi. Câu đầu tiên, su su khang wa ta chi wa ma, chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chữ su su khang. Dạ. Cái từ cái câu này chúng ta được học 39 điều bắt đầu từ cái câu vui thay chúng ta sống. Su su khăn wa ta chi wa ma, từ su su khăn ở đây nó nhấn mạnh cái việc mà an vui hạnh phúc, từ su khá là hạnh phúc, thêm cái tiếp đầu ngữ su là tốt đẹp khéo léo, được nhấn mạnh lên, nhấn mạnh cái việc mà chúng ta sống an vui, sống hạnh phúc. Dạ, yeah, wata là quả nhiên, thật vậy, chiwama là sống. Câu thứ hai, yesan no nati kin chanang, không có vật gì là thuộc về chúng ta, không có vật gì thuộc về chúng ta. Chữ kin chanang, kin chana là bất cứ cái gì. Di sang nô nó thích kinh chức năng, kinh chức năng là bất cứ cái gì. Dạ. Di sang nô là của chúng ta, thuộc về chúng ta. Nát thí là không 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 có. No của chúng ta, dạ, nó thì là không có. Câu kế tiếp, pi ti pa kha pa vi sa ma, pi ti pa kha pa vi sa ma. Thật ra cái câu này, hai câu cuối nó liên kết với nhau. Pi ti pa kha pa vi sa ma deva a pa a pa sa ra ya tha. Yeah. Là những người thọ thực pháp hỷ, chúng ta sẽ sống giống như là chư thiên cõi Quan Âm. Từ piti pakha có hai từ kết hợp, là từ piti và từ pakha. Piti có nghĩa là hân hoan, hoan hỷ, vui thích. Chữ pakha có nghĩa là có thể ăn được, hay là có từ đã được ăn. Piti Pakha là những người thọ thực pháp hỷ. Piti Pakha là những người thọ thực pháp hỷ. Pavisama, từ căn động từ phu chia theo tương lai số nhiều, chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là deva apsara, deva apsara, nghĩa là chư thiên cõi Quan Âm, Quan Âm thiên hay là biến, biến quan thiên, biến quan. Quan Âm thiên. Gia tha này giống như, giống như, ví như. Dạ, Deva Apsara Gia tha. Deva Apsara là chư thiên cõi Quan Âm. Cái từ Quan Âm ở đây thực sự ra thì dễ hiểu lầm qua cái việc mà liên quan đến Bồ Tát Quan Âm.
thì một lát nữa thì sẽ nói vấn đề này để tránh cái sự hiểu lầm. Dạ, cõi quan là quan âm thiên có hào quang, gia tha là giống như. Dạ, như vậy chúng ta đã đi qua cái phần học từ vựng cho câu kệ ngôn pháp cú số 200 một lần nữa. Hiện ta ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm, vui thay cảnh giới Như Lai, không gì chướng ngại, chẳng ai chướng gì, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi vị lạc luôn khi tựa như thiên sứ các vị quan âm. Ngài Giới Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 200 có cái từ đó là Ma Vương Triêu Phật. Duyên sự liên quan đến lại là Ma Vương Ma Rắc, Ma Vương Triêu Phật. Câu pháp cú kệ ngôn này Đức Thế Tôn thuyết ra khi trong làng Bà La Môn tên là Panchasala. Dạ, Panchasala. Có cái từ, ý nghĩa cái từ Panchasala này có nghĩa là năm năm cái sala. Thật sự thì có tìm lại cái ý nghĩa của cái từ này, nhưng mà từ hồi lúc chiều tìm thì không có thấy. Dạ, quý vị đợi cho chút xíu. Từ Panchasala thì chúng ta cứ xem đó là một cái địa danh đề cập đến Ma Vương. Ma Vương thì các vị ở đây đã hiểu Vương Ma Rá. Ở đây là chư thiên ma đó, thưa quý vị. Ở trong cái bản giải thích về Ma Vương có một cái chỗ giải thích cũng khá là đặc biệt. Ma Vương sống ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cõi trời thứ sáu cao nhất trong cái cõi trời dục giới. Quý vị đợi cho tí xíu. Dạ, Ma Vương sống ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cõi trời cao nhất trong sáu cõi trời dục giới. Thì cái Tha Hóa Tự Tại, chữ hóa, cái cõi này thì có một vị vua tên là Vasavati, còn gọi là Đại Ma Vương Mahamara. Tuy nhiên có nơi nói rằng cõi trời này có hai vị vua, một là Vasavati chúa chư thiên cõi này, còn Ma Vương đó có cái cung điện riêng lạm danh xưng, tức là lấy danh xưng cùng với lại vị vua cõi trời thứ sáu là Vasavati, lạm danh xưng tôn làm vua. Chính Đại Ma Vương này còn được gọi là Papiya, ông này hay quậy phá Đức Phật Chư Tăng Ni sau thỉnh Đức Phật nhập diệt. Một cái định nghĩa về một cái thêm một cái ý nghĩa nó về Ma Rá, thưa quý vị. Thường thì Ma Rá được hiểu là độ cũng cao dày, nhưng ở đây có thêm một cái ý nghĩa đó là không phải cái vị vua của cõi trời Tha Hóa Tự Tại, mà là một vị ma vương, một vị thiên lạm dụng danh xưng và có cái oai lực.
Thì một lần nọ thưa quý vị, nhân thấy duyên lành của 500 cô gái có thể đắc quả Tu Đà Hoàn, đạo quả đầu tiên trong bốn tầng thánh, Đức Bổn Sư bèn ngự đến gần làng Panchasala. Những cô gái này thì nhân ngày lễ sau lễ ngày lễ tại Ấn Độ, thưa quý vị, đã đi xuống sông để tắm. Tắm xong thì trang điểm chu tất rồi đồng đi thẳng về một mạch về nhà. Đức Bổn Sư cũng đi vào làng ấy khất thực. Ma Vương đã nhập vào toàn thể thôn dân, khiến Đức Bổn Sư không được để bát chút nào cả, dầu là một muỗng cơm. Cái chú giải về cái câu kinh Pháp Cú số 200 này cũng rất là tóm tắt và ngắn. Không biết quý vị có từng thấy ở chỗ nào trong kinh điển nói về cái sự khó khăn khất thực của Đức Phật hay chưa? Hình như đây là lần đầu tiên mà Đức Phật theo chú giải của ngài Thiền sư Pháp Minh đó, thì ngài ngài dịch ở trong đây thì nêu lên cái trường hợp Đức Phật vào trong khất thực nhưng mà không có được cái thực phẩm nào hết, một bát cũng không được, một muỗng cũng không được, do là Ma Vương quậy phá khiến cho tâm của các dân làng không có chú ý hoặc là không có phát tâm để mà cúng dường đến Đức Thế Tôn. Trường hợp này thực sự ra nghĩ cũng rất là lạ. Thứ nhất là Đức Phật thường đi bát cùng với Chư Tăng. Thứ hai là với cái đại quy lực của một vị Phật như vậy đó, thưa quý vị. Đích của mình. Nhưng mà theo cái chung chú giải thì Đức Phật ngài không có được một cái chút nào về cái việc đi khất thực hết. Thì Đức Thế Tôn ôm bát ngự ra nói trêu ghẹo rằng: ông Sa Môn đi, ông không được vật thực chi phải chăng? Đức Thế Tôn trả lời: này Ma Vương, vì sao ngươi lại khiến Như Lai không được vật thực? Bạch ngài, thế thì xin ngài hãy quay trở lại làng đi. Ma Vương thầm tính là nếu Sa Môn Gotama trở lại làng, ta sẽ nhập vào thôn dân khiến cho họ vỗ tay cười chế nhạo trước mặt ông ta. Thật sự ra thì ngay trong cái thời điểm hiện tại ở những nơi mà có thể đi khất thực được, thưa quý vị, như là ở các nước xứ đạo, cũng không có trường hợp này xảy ra. Tại chùa Tứ Phương Tăng ở ngoài Bình Phước thì có một cái xóm làng gần chùa, thì các sư cũng thỉnh thoảng cuối tuần có đi bát để nhận cái vật thực. Nói chung là cũng có hôm là đi 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 sau về dậy cũng không có được cái gì. Chỉ có những Phật tử họ họ biết cái lịch đi, cái giờ đi của Chư Tăng đó, thì họ tranh thủ họ đi chợ sớm, họ ghé chùa họ đặt bát. Còn khi cái thời gian mà đi trong xóm đó, đi cả khoảng 45 phút đi một vòng xóm như vậy thì người ta cũng không có để chút ít nào hết. Ở đây sư muốn nói là không phải là để so sánh cái việc mà không được chút ít của Chư Tăng hiện tại và đối với một vị Phật, nhưng thật ra thì cái việc mà đi bát không nhận được cái thức ăn khất thực á, nó có nhiều cái nguyên nhân. Mà nguyên nhân trong cái câu khất cú 200 này thì là do Ma Vương trêu ghẹo quậy phá. Còn cái nguyên nhân mà hiện tại mà theo sư nhìn nhận đó, cái hình thức đi bát nó có
nó có một cái gọi là rất là nhạy cảm. Rất là nhạy cảm. Quý vị đã biết Phật pháp rồi, đã biết chư tăng, đã biết cái hình thức ôm bát trì bình khất thực. Quý vị nhìn thấy cái hình bóng chư tăng, nhất là chư tăng nguyên thủy đó. Các vị làm gì làm các vị cũng sẽ đứng lại chắp tay để mà tỏ sự cung kính, hoặc là quý vị có thể sắm sửa một ít trái cây, rồi hoa quả, quả xôi bánh ở các cái tiệm gần lề đường đó, quý vị dâng cúng. Thì cái việc làm đó là do quý vị biết cái hình ảnh và biết cái ý nghĩa của cái việc bị khất thực. Còn những cái việc mà những cái gia đình hay là những cái người mà người ta sống lâu năm ở trong xóm làng chùa chiền, mà người ta không không biết cái hình thức này, mà người ta cũng không có cơ hội để mà tìm hiểu, thì khi mà thấy một cái vị xuất gia đầu trần chân đất ôm bình bát, thì họ có cái sự hiểu nhầm như là các cái thông tin trên mạng. Một hình ảnh rất là nhạy cảm, đi quá duyên. Nhưng thật sự ra thì sau tầm khoảng từ trung hạ năm ngoái tới giờ thì hơn nửa năm, khoảng khoảng 7 8 tháng, chư tăng tại chùa duy trì cái hình thức khất thực vào cuối tuần. Thì bây giờ thưa quý vị, họ bắt đầu họ biết rồi, họ biết những vị sư này, những cái vị này không phải đi khất thực để nhận cái lợi lộc từ cái người đi đường hoặc là đi ra chợ để mà nhận cái tiền họ cúng dường, mà thật sự ra là mình có cái gì mình cúng với nấy, mấy sư đều nhận hết, một gói mì, một hộp sữa hay là một ký gạo, vân vân. Thì các sư đều rất là vui vẻ và hoan hỷ và phúc chúc cái phước lành. Cho nên bây giờ các sư đi bát lại được rất là nhiều thức ăn, nhất là mì gói và sữa, là những cái thứ mà người ta có thể dễ chuẩn bị, và kể cả bánh mì, xôi, cảm thấy rất là vui. Có những hôm thưa quý vị đi bát mà không được gì đó, quý vị khi nào quý vị xuất gia đắp y mang bát, quý vị đi chân không, quý vị đi bát đi, quý vị mới cảm nhận được cái đời sống của một vị xuất gia. Đi bát không có gì đó, tự nhiên mình phải nói trong bụng mình đó là thôi, thì cái việc mà mình đi khất thực á, chủ yếu không phải là để nhận vật thực để mà về nấu nướng dành cho buổi trưa. Thật sự ra đi khất thực ở đây nó còn một cái ý nghĩa, đó là để tiếp độ, tạo một cái hình ảnh thiện lành cho bất kỳ người nào họ bắt gặp trên đường, một em bé hay là một cụ già, thấy một hình ảnh một vị xuất gia tu sĩ, thì xem đó là một cái cách mà mình đang mang Phật pháp, mình mang đang cái hình ảnh vị xuất gia đến cho họ, thôi như vậy cũng là đủ rồi. Khi mà Đức Phật ngài đi bát ở đây, thì Đức Phật ngài lại trớ trêu gặp ngay ông Ma Vương này. Ông cố tình ông xếp đặt, và cái việc xếp đặt của ông Ma Vương này, ông để trêu ghẹo làm cho cái việc mà khất thực của Đức Phật không thành tựu. Và như nếu như là một cái người bình thường đó, một cái người bình thường á mà đi bát khất thực mà không được gì mà bị trêu ghẹo, các bạn không biết cái tình cảnh lúc đó là như thế nào. Có thể là sân si lại, có thể mình nói một vài câu để mình chống trả lại, hoặc là mình có thể mình im lặng, mình bỏ mình đi, trong bụng có không được vui. Hoặc là bị chọc quê, hay là có làm đi đường đó nữa, bởi vì sợ chọc quê nữa. Thì lúc này thì Đức Phật ngày mới nói với Ma Vương là
Này ác ma, mặc dù hôm nay Như Lai chẳng được chút chi cả, nhưng ta sẽ tận hưởng tội hưởng phỉ lạc suốt ngày, giống như là vị trời Phạm Thiên ở cõi Quan Âm vậy. Rồi Đức Phật ngài mới ngâm lên cái câu kệ ngôn: Su su khang wata chi wa ma ye sang no na ti kin cha nang bi ti pa kha pa we sa ma deva apasara yatha. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng phỉ lạc như chư thiên Quan Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ở đây có những cái từ, những cái từ mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Thứ nhất là chư thiên quan. Như là sư như lúc nãy sư có trình bày với vị là cái chữ Quan Âm ở đây á thường được bị hiểu lầm, là dễ bị hiểu lầm. Và dễ bị hiểu lầm là bên cõi của Bồ Tát Quan Âm. Cái từ Quan Âm ở đây thưa quý vị, đó là cái hào quang tỏa ra từ thân của vị chư thiên đó. Để sư tìm là cái này. Chữ Quan Âm. Quan Âm Thiên, Dandadipakaya, Dandadipakaya, Acchi Ete Sang Sarirato Apa Chichitoa Patanti Viyasarati Visarati Apasara. Chư vị cõi này có hào quang từ nơi thân túa ra như ngọn lửa hoặc ngọn đèn. Để sư trích cái câu này cho quý vị. Như ngọn lửa hoặc ngọn đèn. Cảnh trời thứ 11 đã có hào quang vô lượng, sẽ lẽ nào cảnh 12 cao hơn nhị thiền đã thuần thục viên mãn mà hào quang nơi thân túa ra như ngọn lửa hoặc ngọn đèn? Theo chúng tôi được biết, quang là ánh sáng, là hào quang, còn âm là tiếng, giọng nói. Có thể Phạm Thiên cõi này họ nói chuyện bằng ngôn ngữ hào quang ánh sáng chăng? Đây là cái ghi chú của cái câu định nghĩa về cái Quan Âm Thiên. Cõi Quan Âm Thiên là cõi về thuộc về nhị thiền thưa quý vị. Và một cái suy nghĩ nữa về cái việc mà Đức Phật ngài so sánh cái việc mà sống an lạc phỉ lạc của cõi chư thiên Quan Âm. Thật sự ra thì những cái cõi thiền trên cõi chư thiên dục giới thì rất là nhiều, mà tại sao Đức Phật ngài chỉ ngài 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 lại nghĩ tới ngay cái việc mà so sánh ở cõi chư thiên Quan Âm? Theo cái suy nghĩ cá nhân thì đấy là một cái cách mà Đức Phật ngài muốn ví von cái việc mà hạnh phúc của cái việc tầng trời cao hơn, tầng trời Phạm Thiên. Cái sự an lạc, cái hạnh phúc nó nhiều hơn, nó vi tế hơn, nó thanh tịnh hơn là những cái hạnh phúc ở cõi dục giới hoặc là cõi trời dục giới. Bởi vì sao? Ma vương, cho dù là ai, cho dù là có thần thông quy lực, đại quy lực như thế nào thì vẫn là chư thiên ở cõi dục giới, ở tha hóa tự tại. Và cái câu vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta.
su su khang watta chi wa ma ye sang no nati kin cha năng. Mấy hôm trước thì quý vị đã học rất là nhiều số. Ở đây ít nhất là chúng ta học được 4 câu. Vui thay chúng ta sống không hờn giữa hận thù, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa âm đau, vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta. Các vị có khi nào xét lại những cái câu như thế này và chúng ta nhận được cái niềm vui vui không? Niềm vui của bản thân, niềm vui mà không hờn, không giận, niềm vui không bệnh, không ốm đau, cái niềm vui không rộn ràng, cái niềm vui không gì gọi là của ta. Dạ, dạ sa thú. Phật pháp trong cái môi trường Phật giáo, thưa quý vị, nói về tôn giáo thì đặt nặng về tâm linh, quan trọng là để dùng cách nào, những cái phương pháp, những cái cách thức để mà hàm dưỡng, nuôi dưỡng cái tâm linh cho được càng ngày càng trong sạch, thanh tịnh, an lạc, hoan hỷ, và khi đối diện với lại cái sự đời, cái việc mà chúng ta sầu khổ, những cái việc sự thật của cuộc đời vô thường, khổ vô ngã, tâm của chúng ta cũng được bình yên, thì đó là chúng ta đã đi đúng cách. Phật pháp giúp chúng ta củng cố cái nội tâm, củng cố cái nội tâm. Nếu mà chúng ta chỉ đến với Phật pháp vì kiến thức, vì cái lượng sách vở mà chúng ta đọc, chỉ dừng lại bấy nhiêu đó thôi, thì chúng ta sẽ đánh mất cái cơ hội quý giá, giống như là muỗng với vị canh. Còn mà chúng ta dù có biết ít, nghe ít, hoặc là chúng ta chỉ hứng thú với lại một cái pháp môn nào đó thôi, chúng ta chỉ hoan hỷ với lại một pháp môn nào đó thôi, nhưng mà nó mang lại cái kết quả cho chúng ta thiết thực, giống như bí quyết của riêng mỗi người. Phật pháp thì muôn màu muôn vẻ, thích hợp với lại cơ tánh cơ địa của mỗi chúng sanh. Thì khi mà mình chọn được một cái pháp môn thích hợp, một pháp môn thích hợp, thì tự nhiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự an vui trong cái pháp môn đó. Có cái Phật tử thì họ chọn cái pháp môn là không nhìn kẻ khác mà nhìn nội tâm. Không nhìn cái kẻ khác hay kẻ khác tốt hay xấu, mà chỉ nhìn chính mình là xấu hay là tốt. Đó là một cái cách tu. Đó là một cái cách tu. Hay là chúng ta sẽ chọn là kham nhẫn, tu pháp kham nhẫn. Kham nhẫn với thời tiết, kham nhẫn với âm thanh tiếng ồn, kham nhẫn với lại cái tiếng mắng nhiếc chửi rủa, kham nhẫn với lại kham nhẫn với lại cái sự hơn thua, tranh đua, kham nhẫn với lại cái việc mà chúng ta mất mát, và kham nhẫn đối với việc mà không như ý tội nguyện, thì có đó cũng là một pháp tu. Nếu chúng ta tìm được cái niềm vui trong cái pháp tu đó, thì thật sự ra thì đó là những gì mà chúng ta cần đến với giáo pháp này. Ở đây có bốn cái điều, đó là không giận cũng là niềm vui, không có bệnh hoạn ốm đau cũng là niềm vui, không có bận rộn giữa rộn ràng cũng là niềm vui, và không có gì gọi là của ta cũng là niềm vui. Không có gì gọi là của ta ở đây thì nó có cao cấp hơn. Cao cấp hơn. Cũng giống như cái câu là quý vị bỏ được nhiều thì quý vị được an lạc nhiều. Quý vị buông bỏ ít thì an lạc ít. Mà quý vị không có buông gì hết thì quý vị
không có được an lạc gì hết, và ngược lại quý vị buông tất cả thì quý vị được an lạc và hạnh phúc toàn trọn vẹn. Không gì là của ta. Nè, nếu mà cái câu này áp dụng trong thực tế đó thì có thể là chúng ta sẽ bị xáo trộn cái cuộc sống, xáo trộn cái cuộc sống. Nếu nói là không gì là của ta, nó chỉ đúng trên cái phương diện khi là chúng ta có cái sự xả ly từ trong cái bản thân, từ trong cái tâm hồn. Chúng ta sử dụng chúng ta có cái sự giao tiếp, chúng ta có cái lý trí để mà nhận định đúng là sai, trái phải, người thân kẻ lạ, nhưng không phải là của ta, không gì là của ta, nó sẽ xuất phát từ trong cái tâm cảm. Chúng ta sử dụng đó, đó là người thân, đó là tài sản, đó là con cái, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ bỏ ra đi và họ sẽ bỏ chúng ta ra đi, và cái vật chất đó, cái đồ đạc đó thì nó sẽ không tồn tại mãi. Và ngay cái quan trọng mà chúng ta làm được những cái việc như vậy đó, chúng ta sử dụng, chúng ta vẫn sống giống một người bình thường, nhưng mà tâm chúng ta không có bị lần lần chúng ta cởi cởi được cái sự dính mắc đó, thì ngay cái lúc mà chúng ta lâm chung đó thì chúng ta mới bỏ được, chúng ta mới tay trắng về tái cõi tái sanh. Chứ thật sự ra thì để tới việc mà lâm chung đó, mà làm được cái việc này là hoàn toàn đối mặt với tử thần thì việc đó là khó, bất khả thi. Bất khả thi. Không gì gọi của ta. Trong cái câu pháp cú mà quý vị đã được học, số 96 cũng có nhắc là Santang tassa mamang hoti santa vaca ca kammaca Sammadanya vimuttassa upasantassa tadino. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Chúng ta muốn có cuộc sống mà chúng ta được vui vẻ hạnh phúc, lại cho chúng ta một cuộc đời sống thoải mái, giống như chúng ta đi chỗ mà nóng nực, đông người, chúng ta về trong một cái môi trường đồng quê, cây nhiều cây xanh với thiên nhiên, hoặc là trong một cái ngăn nhà có lắp máy điều hòa, thì tự nhiên cái vật chất nó sẽ làm chúng ta dễ chịu. Nhưng mà trong cái máy điều hòa đó, trong một cái môi trường thiên nhiên tốt đó, gia đình nó không có được thuận hòa, thôi là chúng ta đang có một cái sự buồn lo, thì cái môi trường thiên nhiên đó nó cũng không có giúp được chúng ta là bao nhiêu để mà chúng ta có được cái niềm vui trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết đó là cái nội tâm. Khi mà chúng ta dàn xếp được cái nội tâm của bản thân mình đó, càng nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi. Thật sự ra cái việc mà hạnh phúc suốt suốt khăn á, có nhiều cái cách để chúng ta nhận diện trong cuộc sống qua cái cách chúng ta sử dụng từ. Thường thì trong Phật giáo sẽ dùng những cái từ rất là kinh điển, giải thoát nè, rồi hạnh phúc nè, rồi viên mãn, hỷ lạc, vân vân. Nhưng mà thật sự ra từ xuất xuất khăn nó sẽ diễn tả một cái trạng thái
rất là thư thả. Hôm nào quý vị cuối tuần những ngày nghỉ đó, quý vị thức sớm một chút, thức sớm một chút dưới ánh nắng mặt trời, hoặc là chúng ta cảm giác được cái thân thể chúng ta được khỏe mạnh đó. Chúng ta uống một lát trà, chúng ta ngắm nhìn thiên nhiên, cây cỏ. Những cái lúc đó thật sự ra là cái su khăn đó, thưa quý vị. Su khăn nó nằm những cái lúc mà thảnh thơi, thư thả, an nhiên, bình thản. Nó nằm trong những cái khoảnh khắc của cuộc. Sống mà chúng ta cái việc ngoài xã hội rất là nhiều, trong gia đình cũng rất là nhiều, và những cái lúc như vậy rất là hiếm hoi. Cho nên ngồi ở trước máy trong những buổi tối như thế này, nếu chúng ta khéo thì chúng ta cũng hưởng được những cái khoảnh khắc như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta nơi đây ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề là những vị cùng hướng về một cái sự để mà học Phật pháp, và cùng tỏa ra một cái năng lượng rất là tốt về việc mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp, cùng chung một cái năng lượng thiện, một cái năng lượng lành, và chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự mát mẻ, cái sự an vui, và chúng ta rất là thích những cái khoảnh khắc thời gian này. Trong một ngày chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc, thời gian để mà chúng ta tham gia cái diễn đàn như thế này, mong mỏi là học được cái lời Phật dạy, và cũng mong mỏi là tìm được những cái khoảnh khắc chúng ta sống được cái an lạc. Trong cái câu Pháp Cú số 200 này có nhắc đến một cái điều, đó là Ma Vương, à không, cái duyên sự Pháp Cú, duyên sự Pháp Cú nói với Ma Vương. Thì có một cái bài viết nói về Ma Vương cũng rất là đáng cho chúng ta để chúng ta đọc. Cái bài viết này thì nói về cái tâm ma hơn là nói về cái một cái vị thiên chủ, một cái vị ma vương thực sự. Một cái tâm ma. Ma vương cũng tượng trưng cho là một cái thế lực đen tối. Sinh trong khổ ải. Muốn vượt được cái tâm ma đó đó thì trước nhất tâm của chúng ta phải đủ mạnh, phải đủ sức để không bị chi phối. Bởi Ma Vương có nghĩa là tâm tư đó được điều phục trong điều kiện thật khó khăn. Riêng về cái tâm linh của chúng ta thì hầu như có cái sự tiến bộ rất là chậm, rất là trì trệ. Mặc dù cái đời sống vật chất và kỹ thuật tiến triển rất là nhanh. Chúng ta cần ghi nhớ một điều rất là quan trọng là chúng ta mãi mãi sống với mình, và mãi mãi chúng ta là người cô độc. Sư tâm đắc nhất là cái câu trong bài viết này. Chúng ta nên ghi nhớ một điều, mãi mãi chúng ta sống với chính mình, và mãi mãi chúng ta là người cô độc. Cô độc đến nỗi khi chúng ta nằm xuống ngủ, hay lúc chúng ta thức dậy, hoặc giả những lúc chúng ta lái xe, hoặc giả chúng sống chung với đông đảo mọi người, không chắc chắn rằng chúng ta hiểu được mọi người và mọi người hiểu được mình. Tâm tư đó khó hiểu, khó thấy vô cùng.
cái bài viết này cũng khá là dài thưa quý vị. Nói chung là nhắc đến vấn đề tâm ma, tức là tâm phiền não của mỗi người chúng ta. Giải thoát là gì hả? Giải thoát là hết phiền não đúng không ạ? Dạ, giải thoát là hết phiền não. Tại vì cái từ giải thoát ở đây mình có thể được hiểu đó là cái sự an lành tuyệt đối, an tịnh viên mãn. Khi đã hết các cái phiền não, như chúng ta đã còn phiền não thì sao ạ? Chúng ta có được an lành an tịnh không? Cũng có cơ hội, cũng có cơ hội, nhưng mà không có được trọn vẹn thôi. Cũng giống như là thiền sẽ dẫn chúng ta đến một cái an tịnh tâm, một cách rất là thoải mái, đến nỗi mà khó có thể vượt qua được cái tâm an lạc đó trong thiền. Nhưng thiền nó cũng là cái sự an lạc nhất thời, đá đè cỏ. Giống như sư nhắc cho quý vị thì phiền não nhiều thì cái việc chúng ta có được cái sự an lạc nó rất là khó, nhưng mà chúng ta bớt bào mỏng cái phiền não càng nhiều thì chúng ta sẽ được cái sự an lành càng nhiều. Ví dụ như là cái người không biết Phật pháp đó, cái người không biết Phật pháp, một cái món vật mà chúng ta yêu thích bị hư hoặc là bị bể bởi vô tình một cái em bé hoặc là một cái cơn gió thổi qua đó, chúng ta rất là buồn và chúng ta tiếc cái món đồ đó. Còn cái người mà biết về cái sự không có bền vững các cái vật chất thì chúng ta cảm thấy chút xíu thôi cũng buồn cũng tiếc, mà chút xíu thôi chứ không có dây dưa, không có dính mắc được nhiều. Còn ở trong cái việc mà Ma Vương theo cái quyển của ngài Pandita Upandita ngay trong cái sống này đó, nhắc đến 10 cái đạo binh ma, thì cái sự ma đây nó cũng là cái tâm ma, là phiền não. 10 cái đạo binh ma mà ngài thiền sư nhắc đến khi chúng ta hành thiền chúng ta sẽ gặp nó. Chúng ta trong thiền chúng ta sẽ gặp nó. Bình thường chúng ta cũng gặp nhưng mà gặp sơ thôi, gặp qua đường thôi. Còn khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta đối diện trực tiếp với cái tâm ma của mình, chúng ta lúc đó rất là kinh sợ, rất là hoảng sợ, rất là ghê tởm. Khi mà vượt qua những cái cảm giác đó thì chúng ta bắt đầu mới được cái cảm giác an lạc, như là binh ma về dục lạc nè, về bất mãn nè, về đối khác, về tham ái, về giả dụ buồn ngủ, vân vân, về hoài nghi. Đó là những đạo binh ma luôn tìm ẩn và tìm cái cơ hội để tấn công bất cứ một cái chúng sanh nào còn nằm trong tam giới. Dạ, thì câu pháp cú đến đây cũng vừa phải lẽ. Chỉ có một vấn đề thắc mắc mà chưa có hỏi được cái vị nào, đó là cái việc mà Ma Vương quấy phá Đức Phật á. Cái việc này xin quý vị tí xíu thì có một lần nghe sư Tội Khanh thuyết pháp trong băng có nguyên gốc cái bài cái dẫn chính câu chuyện đó như thế nào, thì ngày xưa có một cái trong thời kỳ Đức Phật quá khứ có một cái Ma Vương họ cũng muốn phá Phật pháp bằng cách là hóa hiện ra những cái những vị sư giả đó thưa quý vị, những cái vị tu giả làm những chuyện tầm bậy, hay là mặc y xốc xếch, đi đứng ngã nghiêng, nói chuyện lớn tiếng, những cái hành vi rất là xin lỗi thưa quý vị, cái đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai rồi, việc thứ nhất là hóa hiện ra một cái vị
Pháp sư lỗi lạc, thuyết pháp vi diệu, đạo nghĩa thâm sâu và đức hạnh đoan trang. Thì khi mà Phật giáo xuất hiện những cái vị tài lỗi lạc như vậy thì quần chúng Phật tử họ kéo đến rất là đông, và cái lợi lạc à, cái vật chất phát sinh cũng rất là dồi dào. Và chính vì cái cám dỗ của vật chất, một số vị đã không có giữ được y, một số vị thì phải hoàn tục. Và khi một thời gian Phật giáo thịnh như vậy đó thì ác ma lại tung một cái chiêu thứ hai, đó là biến thành những cái vị rất là dễ vui, đi đứng ngã nghiêng, giống như là tận hưởng cái khoái lạc dục lạc quá nhiều đó, không còn giữ được cái phẩm hạnh của một vị xuất gia. Thì lúc đó thì dân chúng họ thấy một cái thái cực quá là đối lập với lại cái thời trước, cái thời mà đang thịnh của Phật giáo, thì họ rủ nhau bỏ đạo và bắt đầu họ chửi mắng, chửi bới, họ chà đạp, miệt thị Phật giáo. Thì đó là cũng liên quan tới cái việc mà một ma vương đã quậy phá Phật giáo trong cái thời Phật quá khứ. Mà thực sự ra cái nguồn gốc của cái câu chuyện này đã nghe, tình đàn đã nghe lâu rồi nhưng mà không có tìm hiểu, chưa có tìm lại cái nguồn của cái câu chuyện này. Ma vương sự ra thì ghét người tu, ghét cái người tu hành, cái người làm thiện làm lành. Đó là một cái thế lực bên ngoài tác động vào bản thân mình. Thứ hai, ma nó cũng ghét cái việc mà tu hành, cái việc mà làm lành làm thiện, len lỏi trong mọi cái ngõ ngách. Khi chúng ta muốn tu, muốn học, giống như là chúng ta muốn lên đây nghe pháp học đạo, nhưng mà bận hoặc là bệnh hoặc là mạng trục trặc, hoặc là chúng ta có cái sự buồn phiền trong bụng, trong lòng, thì cái việc mà chúng ta làm cái thiện pháp nó cũng bị tâm ma nó len lỏi vào trong đó, nó phá ra, chúng ta không có được trọn vẹn. Cho nên khi mà chúng ta làm việc lành việc thiện thì chúng ta cũng phải chú ý. Thì thưa quý vị, để kết thúc cái bài chia sẻ Phật pháp trong room pháp cú của chuyên đề liên quan tới câu pháp cú số 200, phần phước phát sanh xin chia đều đến sinh dân đến chư đại đức tăng, và cũng chia đều đến các quý vị trong diễn đàn kinh pháp cú chuyên đề. Cầu mong cho tất cả các vị đều được sự hạnh phúc, hưởng được cái sự an lành trong lời dạy của Đức Phật, và mong các vị được nhiều sức khỏe, tinh tấn trong việc tu học đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mong mời vị MC của diễn đàn trở lại gương mặt. Dạ, sa thú sa thú. Chúng con kính truy ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài pháp cú số 200 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính truy ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hành chúc phúc chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít chứng sư. Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường hiện đến người, cầu xin cho quả vô tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức pháp tính đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thủ pê ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đê na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô sarami ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp ba na pu ta su ki ta pa wan tu te ga la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se na cha ta ta vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma ra răng ba tít cha tê sắp bê pi đúc khát sa khát trần tu sang khá yang tha tu ki răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha vô tia la sang khô hô tu sa mắc gô wa a tha ya cha hi ta ya cha am hê rách khan tu tham mô sắp bê pi tham ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa vê ri tê và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và không nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.